16, 9 rồi để cho chồng thiệt luôn á. Để ra đây tránh điện. Đó cái kiểu mình đi vô chùa ở trước thờ Phật cái ra sau thờ tổ á, là y bon luôn. Ra ngoài diễn bếp ra nó bếp đó à, đó vậy này phải vô thêm 8, 9 rồi bếp này. Rồi nãy ăn bánh bao rồi giờ ăn thêm này hỏi sao bụng không bự. Bây giờ ăn gì nó cũng ăn như sao rồi. Rồi nó lại nói. Hai quán này đi đến nhẫn không? Được. Dạ. Cỡ nào cỡ nó cũng phải mê chiếc nhẫn. Bóng quá. Bóng quá. Ủa? Chứ nó mệt. Nó làm hại chị em. Rồi, thầy. Mấy lần mình diễn là khán giả toàn là chị em đó không á. Top đen nó bị dính lắm. Rồi. Hai bộ đồ khác đi. Đồ đó sẽ mặc anh chụp á. Đồ Quỳnh Anh đưa đúng không? Đúng rồi, đồ Quỳnh Anh. Nó quá mày, đẩy cái này ra sao? Để hả? À, đúng rồi. Ok, mã hợp lý. Lạnh mưa rơi trong gió ngập ngừng
trời thu nức nở mưa rừng quanh hiu. Có anh có mưa. Hôm nay hát mưa rừng mà trời cũng không hết mưa nữa. Bình thường hát mưa rừng là trời phải hết mưa chứ mà tự nhiên hôm nay hát hết bài luôn. Cái bài đó em nghe từ nó lúc 8 tới giờ mà em vẫn còn nhớ được là em hay lắm. Để tôi sẽ chia sẻ thêm để các quý vị cùng hiểu hơn về nghệ thuật hát múa bóng rổi. Nghĩa là các cô nghệ nhân hát múa bóng rổi sẽ trình diễn hai loại múa, đó là múa dân lễ vật, chẳng hạn như ở đây là mâm vàng, bông huệ, và các dụng cụ còn lại đó là múa tạp kỹ, giống như biểu diễn vừa có yếu tố nghệ thuật và xiếc vậy đó. Thì bây giờ không để cho tất cả quý vị chúng ta chờ lâu nữa, xin mời quý vị cùng thưởng thức những màn trình diễn của nhóm múa nghệ nhân ưu tú Ngọc Hậu. Xin được phép bắt đầu.